phần ở chỗ này nè, ba phần chỗ này: khởi tạo, điều kiện và bước nhảy hay là bước thay đổi giá trị. À rồi, quý vị nhìn nè, mình demo một cái bài phô quý vị coi. Rồi mình ghi nè, for, mình khởi tạo gì ban đầu ha, cái này là khởi tạo nè, rồi điều kiện nè, rồi tăng giá trị. Ơi ưa ra đi, ra đi. Rồi ba cái phần này nó phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy, thấy không? Rồi nhìn ha, for any bằng không, tức là mới vô mình khởi tạo y bằng không, bắt đầu mình so điều kiện y nhỏ hơn 10 là mình điều kiện nhỏ hơn 10 còn dạy y cộng cộng, rồi mình xuất ra. Rồi nó chạy vậy này nha, nó chạy vậy. À đầu tiên vô nó khởi tạo y bằng không, cái nó lấy cái không nè, nó so y và y nhỏ 10 không, không nhỏ 10 không, nhỏ hơn, nhỏ hơn, cái nó xuống phần thân nó chạy. Sau khi nó chạy xong, cái nó quay lên cái bước này, nó quay lên cái phần sau nè, nó làm gì? Y cộng cộng, tức là tăng y lên một đơn vị thì thành ra là một, một cái nó lại quay vô cái phần sau điều kiện, một nhỏ 10 không, nhỏ hơn, nhỏ hơn cái này lại chạy này, nó chạy xong nó lại qua cái phần cộng cộng thành hai, hai xong cái này quay vô cái điều kiện nhỏ 10 thì nó lại vô trong này nó chạy, ok không? Vậy tức là nó cứ xà quần cái chỗ này nhỏ hơn, rồi sau đó xuống, sau đó tăng giá trị, rồi so điều kiện nhỏ hơn rồi xuống, rồi tăng giá trị, nó xà quần chỗ này, đến khi nào mà cái điều kiện này nó thay đổi à, và nó sao, nó bằng 10 hoặc là lớn hơn 10 thì cái dòng lầm nó mới dừng được, hiểu không? Rồi nè, đầu tiên nó khởi tạo y bằng gì đó, y bằng nó khởi tạo gì ban đầu, rồi sau đó nó bắt đầu nó so điều kiện, nếu điều kiện trúng nó làm công việc xong nó qua một cái bước là bước nhảy đó, tức là bước mà y cộng cộng rồi sao á, à xong rồi sau đó nó lại quay ngược lên, nó so điều kiện trúng nó lại chạy công việc, nó lại bước nhảy trúng nó lại quay lên trên, nó chạy và bước nhảy, nếu điều kiện này sai nó mới rẽ qua cái nhánh này, nó đi xuống đây và nó kết thúc. Ok chịu không? Rồi à, đó là dòng lập bo, ok không? Rồi vậy bây giờ quý vị để ý coi ha, quý vị để ý coi cái dòng lập bo với dòng lập quay với dòng lập đu quay nó khác nhau ở chỗ nào. À thật ra mà nói, một bài toán mình viết bằng for được là mình viết bằng while được, mình viết bằng do while được. Ngược lại, một bài toán mà viết bằng do while thì mình có thể viết bằng for, viết bằng do while được hết, while do while gì hết, tức là ba cái đó nó nhập nhằng với nhau, mình cố tình mình viết thì mình viết được hết. Nhưng mà nhìn cái cơ bản thì mình thấy nè, nó khác nhau chỗ nè, dòng lập do while à là nó kiểm tra điều kiện tại cuối dòng lập, đâm ra là sao, nếu điều kiện ban đầu là sai đúng ai đó, nếu điều kiện ban đầu là sai thì sao, nó chạy được không? À nó lớn được một lần điều kiện trúng nó mới chạy đó, trong khi còn đấy ha, đâm ra là sao, điều kiện ban đầu là sai là nó lớn được một lần, còn đúng ai là nó kiểm tra điều kiện tại đầu của dòng lập, đâm ra vô một cái sai là nó nín liền luôn, đâm ra nếu điều kiện ban đầu là sai nó không chạy được lần nào, ok không? Cái đó là sự khác biệt giữa why với là do why. Còn cái sự khác biệt giữa do why với lại for, quý vị nhìn cái why này nè, nhìn cái do why này nè, à quý vị nhìn đây với nhìn cái for, quý vị thấy là sao? Cái thằng for đó mình nhìn vô đây nè, mình đã nhắm chừng được nó lặp bao nhiêu lần rồi đó, tức là mình chưa nói cái phần body, chưa nhìn vô phần thân, ok không? Chưa nhìn vô cái phần thân của dòng là for, mình mới nhìn cái cú pháp thôi, nhìn khúc trên này thôi là mình đã nhắm được nó bao nhiêu lần rồi, phải không? Còn hàng why do why là sao? Why rồi do why hay why dưới này thì nhìn cái cú pháp, nhìn cái do why với lại cái why này nè, mình chưa xác định được nó lặp bao nhiêu lần đâu, mà nó phụ thuộc vào cái phần thân,
ok không? Ok phải không? Vậy tùy theo bài toán mà mình, tùy theo bài toán mà mình lựa chọn why hay do why hay là for cho nó thích hợp. Thí dụ bây giờ mình muốn là sao? Mình muốn chạy một cái từ 1 cho đến 100 thì lúc đó mình nên chạy nào? Nên chạy thằng for, tại vì mình cho nó từ 1 cho đến nhỏ hơn 100 cho nó cộng cộng là xong. Ok không? Tức là mình xác định số lần lặp á, xác định được lặp bao nhiêu lần thì mình nên xài for. Còn có những trường hợp mình không xác định được số lần lặp, ví dụ cho người ta nhập vô số, người ta nhập sai bắt ta nhập lại, ta nhập sai bắt ta nhập lại, vậy có phải mình xác định được số lần lặp không? Không xác định được, mà do nó lặp, do người ta nhập vô, nhập sai bắt nhập lại, nhập sai bắt nhập lại, à thì lúc đó mình xài là do while hoặc là while, nó hay hơn. Thí dụ như bài toán giải phương trình, xin lỗi, bài toán mà tính xuất ra bản của chương hồi nãy á, xài for nó hay hơn nhiều so với lại why do why. À nhưng mà cái bài mà sao nhập điểm hồi nãy đó, điểm từ 0 cho đến từ 0 cho đến 10 đó, thì xài why do why nó hay, xài for nó dễ ẹt. Ok không? Rồi ví dụ bản của chương nè, của chương đi, của chương ha, nè y bằng 0, y nhỏ 10, y bằng 0, y nhỏ 10 là y đến 9 gì. Rồi mình cho nè, bản của chương mấy giờ? 5 cộng cho cái dấu nhân, cộng cho y, cộng cho cái dấu bằng cho nó đẹp, cộng cho 5 nhân y. Đó, một lệnh một thôi, khỏi cần khai báo biến tùm lum tà la như thằng kia. À rồi, rồi sau đó xuống hàng cho đẹp. Năm nhân không là 5, 5 nhân 1 là 5, 5 nhân 2 là 10, 5 nhân 9 9, 5, 4, 5. Ok không? Rồi, gì chưa?